là các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Quan bạn và đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Sông Nước Miền Tây giới thiệu cho các bạn trường ở Lê Lợi thành phố Sóc Trăng tổ chức lễ đón xuân tôn cho các em nhà học sinh ở trường có làm lễ múa lăng và đón Tết xuân tôn. Bây giờ mình sẽ vào xem nha các bạn. Đây là cảnh các em đón Tết xuân tôn các bạn. Thank you.
trưởng ban school Sóc Trăng ơi. Các em có biết hôm nay là ngày gì không? Trung thu là một dịp rất đặc biệt mà trong năm các em sẽ được gặp hai nhân vật. Đó chính là ai các bạn? Rồi đúng rồi, đó chính là chú Cụi và chị Hằng Nga. Vậy các em có muốn gặp chú Cụi và chị Hằng Nga ngay bây giờ? Một năm chỉ mới được xuống Trần gian có một lần nè, mà mấy bạn nhỏ vẫn nhớ mình, thiệt là vui quá. Đúng rồi, mỗi năm khi mùa trung thu đến, Cụi và Hằng Nga lại có dịp ghé xuống Trần gian thăm các bạn nhỏ. Đặc biệt là các bạn nhỏ luôn ngoan ngoãn và lễ phép. Suốt năm qua, Cụi chờ dịp này nè, để Cụi và Hằng Nga được gặp các bạn, để thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các bạn do các bạn biểu diễn. Và tối nay chúng ta còn được phá tổ rước đèn nữa. Các em biết không, vào mỗi đêm trung thu, khi trăng sáng tỏ khắp trần gian, trẻ em lại náo nức rước đèn phá cổ. Theo phong tục người Việt, bố mẹ sẽ bày cổ cho các con để mừng trung thu, mua và cùng làm lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và cùng các con rước đèn. Đây cũng là dịp để con cái hiểu được sự săn sóc, quý mến của cha mẹ đối với mình. Vì thế, trung thu chính là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ và để mọi người tỏ lòng săn sóc lẫn nhau. Chính vì vậy mà Cụi có thể thấy trong buổi lễ trung thu ngày hôm nay tại trường mình, với chủ đề bí ẩn cung trăng, có rất là nhiều quý đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham dự. Và đầu tiên xin được giới thiệu về phía đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Châu, trưởng ban đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh trường Hội Nhập Quốc tế iSchool Sóc Trăng. Về phía nhà trường, xin giới thiệu cô Nguyễn Quỳnh Nhất Ngọ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Võ Thái Sa, phó hiệu trưởng nhà trường. Và cuối cùng hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự có mặt của tất cả quý đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh tham dự tối ngày hôm nay. Và đầu tiên xin mời tất cả quý vị, các bạn nhỏ cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ rất là sôi động, đó là Sẻ Chia Từng Khoảnh Khắc, biểu diễn bởi các em nhỏ trong đội văn nghệ của trường. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn lại video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ subscribe và like cho mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Kính thưa quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến, sau đây thay mặt ban giám hiệu nhà trường tôi xin đọc thư